Sáng nay mới có một trận tuyết nhỏ. Tuyết nó không rơi nặng nhưng mà nó gọi là lất phất các bạn. Nhưng mà cũng đủ làm cho mọi thứ xung quanh phủ một lớp tuyết dày. À, trên đường đi bộ các bạn thấy cũng không phủ nhiều lắm, cũng ok. Trước nhà mình là nó phủ đẹp không các bạn? Đó, mấy cái cây cỏ khô cái nó phủ lên trên một cái lớp tuyết nè. Đó, nhìn đẹp không? Đó, còn đây là khung cảnh xung quanh vào buổi sáng mùa đông. Lên camera thì nó không đẹp lắm ha, nhìn bằng mắt thường á rất là đẹp. Nó giống như sương sương ảo ảo vậy các bạn. Đó. Nhiệt độ bây giờ bên ngoài khoảng hình như khoảng âm 5 độ. Không lạnh lắm. Bữa nào có tuyết là không có lạnh. Đó. Nhưng mà chút trưa mặt trời lên nè, mấy cái đường này nó bắt đầu nó tan rồi nè các bạn. Xe chạy nó tan nước đa tuyết thì ra đó, có thể là nó sẽ ẩm. Cái hơi nước nó bốc lên đó, nó sẽ ẩm và nó lạnh hơn. Đó. Trước nhà mình tuyết phủ rất là đẹp. Đó. Đi vô cái cây. Còn đây là cái quang cảnh mà mình đi trên đường nè các bạn. Đó, tuyết nó đang phủ rơi phới nè. Rồi đường nó cũng phủ một lớp tuyết trắng. Có những cái khúc đường giống như vậy nè các bạn. Các bạn thấy không? Tuyết vừa rơi mà đường nó lại giống như là xe nó cán nhiều quá, cái nó hành giống như bùn vậy đó. Chạy thì nó rất là trơn. Chúng ta chạy chúng ta phải đi bánh mùa đông, với lại chạy cẩn thận những cái khúc đường giống như vậy nè các bạn. Nhưng mà tới buổi chiều nè, đó, thì khi mà mình chạy xuống á thì cái đường này nó lại sạch bách hết trơn rồi, như là nó tan á các bạn. Mặt trời lên cái nó tan rất là nhanh. Cái tháng 12 năm nay nó kỳ ghê á, nó không có như những năm trước. Còn cái chỗ này là cái góc đường ngay cái chỗ trường cấp 2, cấp 3 gì các bạn. Các bạn mấy đứa mà nó đứng chờ xe bus các bạn, đó là học sinh cấp 2, cấp 3 đó. Đó, nó đứng đông như là đi chảy hội vậy, không? Một chiếc xe bus không biết làm sao mà chứa hết điều này, chắc phải đi 2-3 chuyến luôn á. Quá trời đông. Còn sáng ngày hôm nay thì mình sẽ đi trượt tuyết. Cái này không phải gọi là trượt tuyết chuyên nghiệp, nhưng mấy cái bán trượt kia chỉ là một cái trượt tuyết nhỏ nhỏ ở khu dân cư thôi đó, cho mấy đứa con nít nhỏ nhỏ mà nó cỡ chừng 3-4 tuổi gì đó, nó muốn đi ra ngoài nó chơi thì nó có thể có cái chỗ chơi. Thì đây là một cái công viên gần trong cái khu neighborhood của mình ở. Bây giờ mình leo lên cái ngọn đồi. Đó. Mấy bữa mình đi bộ, đi Halloween, đi xin kẹo gì đó, mình không có vô cái công viên này, mình chỉ đi ở bên ngoài thôi. Đó, hôm nay leo lên đến cái ngọn đồi mới thấy là nó cao ghê các bạn. Nó giống như một cái đồi cát ở Mũi Né, Phan Thiết vậy đó. Thì bên Việt Nam mình thì hay chơi này dạng là trượt cát, thì ở đây mình sẽ là trượt tuyết. Đó, bây giờ mình sẽ đi với thằng nhóc nè. Còn bây giờ là đến bạn Sam sẽ leo lên. Các bạn nhìn mình đang đứng dưới chân đồi, các bạn thấy cái ngọn đồi nó cao không? Rồi bây giờ bạn Sam tụt xuống nè các bạn. Đó, do là bạn Sam nhẹ trên hành ra ngồi lên là tụt cái một xuống luôn, đi quá trời xa luôn các bạn. Đây là đến phiên mình nè. Các bạn thấy cái đường trượt nó nhập dần không? Đó, cái mình mất thăng bằng mình té luôn. Đó, nhưng mà té không có đau, nó chỉ lạnh thôi. Tuyết rồi nó dính vô quần, vô áo rồi giày rồi nó làm mình lạnh thôi. Mà chơi cũng vui lắm các bạn. Đó, giờ bạn Kenny sẽ đi với mẹ đi một cái chỗ đồi thấp hơn, chỗ này nó lài hơn, với lại nó thẳng hơn, nó không có bị nhấp nhô á, đỡ té hơn. Mà đi cũng xa các bạn, thấy không? Đi tuốt luôn kia luôn kìa. Đó, chạy qua hết cái cây luôn kìa. Đó. Hello các bạn, hôm nay mình sẽ ăn lẩu riêu. Mà cái này riêu cua luôn hả hay riêu tôm em? Riêu cua luôn hả? Đó, thì cho các bạn xem mọi thứ mình bên đây đều có đầy đủ hết. Đó, đầu tiên là lẩu riêu cua nè ha, nấu bằng xương đùi, xương giò chứ. Đó. Rồi riêu đâu ta? Chắc nó chìm trong nồi kia. Rồi, là chưa dắt ra hả? À, nói chung là cái này để ăn lẩu thôi. Rồi mình sẽ có tàu hủ ki nè các bạn.
tàu hủ kỳ của bên chợ tàu. Rau mồng tơi, mình chỉ ăn rau mồng tơi với mấy này thôi đó. Rau muống bào với lại bắp chuối bào thôi đó. Rồi bên này thì mình sẽ có thịt bò. Thịt bò này mình mua lại thịt bò thường thôi ở chợ Hồng Kông, nhưng mà vẫn ngon, vẫn ok. Còn này là một con bạch tuộc trong chợ Hồng Kông bán hình như có 9 đồng một pound hay nhiêu á. Nói chung là 7 đồng pound hả? Pound hay là một con? Pound. 7 đồng một pound ha các bạn. Con này chắc chừng pound rưỡi. Rồi một số các đồ linh tinh mình mua ở chợ TNT như mấy cái chả cá nè. Đó, rồi gì này là cá viên chiên nè, rồi huyết nằm luộc lên. Đó, ăn chung ha. Rồi ở đây mình sẽ có đây là bia ha các bạn. Bia này là bia craft. Các bạn đi mua ở co-op á, hoặc là mấy cái siêu thị mà bán có bia bán bia á, thì nó sẽ là nó ghi là Castle Gore nè. Cái hãng này là của nó là một cái dạng bia craft, nó gọi là IPA ha, nó rất là ngon. Độ cồn của nó là 6%. Đó. Còn ngoài ra nếu mà giúp chị em phụ nữ á, mà không uống bia, mà không thích uống bia á, hoặc là các anh cũng vậy nữa, nếu ai không thích uống bia mà khi ăn á thì có thể uống cái loại này. Cái này là trà. Trà này người ta gọi là barley nè các bạn, hay là trà yến mạch. Uống nó vừa tốt cho sức khỏe mà nó vừa mát nữa. Trên khi ăn mấy cái đồ lẩu này có thể nó nóng, hoặc là những cái đồ nướng á mà nó nấu á, nó nóng á, thì các bạn có thể uống cái nước này, trà này ha, rất là ngon, bán trong chợ TNT. Anh tính mua về anh nướng muối ớt mà. Nó uống nước nó no. Rồi bây giờ mình ăn bạch tuộc không hết, cho nên thành ra là mình sẽ làm bạch tuộc nướng muối ớt. Đây là dầu điều bạn là bạn Sam làm sẵn đó nè. Đó. Ít thời đó. Rồi mình cả nên đâm muối ớt xong cái mình trộn đây. Rồi bây giờ mình chỉ cần trộn lên cho nó đều, với lại dầu đều cho nó có cái màu vàng vàng khi nướng lên á, nhìn nó ngon hơn. Mà này chắc mặn quá, nãy quá trời muối luôn, sợ ăn hồi mặn quá. Đó, ngon các bạn. Đó, chút nữa mình sẽ nướng cho các bạn xem nha. Thì thường là tụi mình ăn lẩu á, là tụi mình ngán nhất là cái khâu mà phải dọn dẹp rửa chén này nọ đó. Thì ở bên đây các bạn là hầu hết nhà nào cũng có máy rửa chén. Cho nên thành ra là các bạn nên tập xài máy rửa chén rửa rất là sạch. Tại vì một số bạn mới qua thì nói mình là không quen rửa chén, tại không có quen rửa bằng máy rửa chén á, tại vì cảm giác là nó không sạch. Thứ nhất là tại vì các bạn xài xà bông không đúng. Cái thứ hai là tại vì các bạn không biết sắp vô trong cái máy rửa chén á, cho nên nó không sạch. Trong máy rửa chén nó rửa xong rồi nó rửa bằng nước nóng và nó sẽ sấy khô cho mình luôn. Nó rất là sạch và rất là vệ sinh. Đây là các bạn, đây là cái máy rửa chén của nhà mình nè. Cái máy rửa chén này hiệu gì mình cũng không nhớ nữa, nhưng mà đó, các bạn sắp vô, các bạn sắp sao cho nó có cái khoảng không để cho nước ở trong cái giòi xịt kia kìa nó có thể xịt lên được. Và nó xịt bằng cái nước bằng một cái hơi nóng á, cái nước nóng á, cho nó rất là sạch, dầu mỡ này nọ là nó văng ra hết. Mình rửa khi qua giờ mà bị dơ hết á. Rồi xà bông á các bạn phải mua một cái loại xà bông đặc biệt của máy rửa chén. Đây là nó là những cái viên nén ha. Đó, mình mua mình để một thùng mình bỏ ở đây. Mua cái này trong Costco rẻ lắm, có mười mấy mà hình như là 20-30 đồng gì nè, mà tới 100 mấy chục cục lận, xài múc mồ luôn đó. Thì cái này nó rất là đơn giản nè, bạn Sam sẽ mở cho các bạn xem. Mình sẽ xé nó ra ha, xong rồi nó là một cái viên nén giống như vậy nè các bạn. Các bạn đừng có đổ cái nước rửa chén bình thường ở trong cái bình nước rửa chén nha, mình phải xài cái cục này mới đúng nha. Đó, thì mình bỏ vô cái chỗ này, xong rồi mình chỉ cần đậy lại rồi mình xài thôi. Còn ai mà kỹ hơn thì nó sẽ có cái nước để là sấy khô á, thì mình đổ vô đây, nhưng mà mình thấy không cần thiết để xài cái đó. Đó, rồi mình cứ đóng nắp lại. Rồi, nhấn chạy. Rồi, thì máy rửa chén rửa rất là lâu. Bình thường nếu mình để chế độ normal nè các bạn thì nó rửa khoảng tầm 1 tiếng rưỡi đến gần 2 tiếng mới xong. Mình để nhiệt độ đang là 2 nè. Đó. Còn nếu mà các bạn muốn rửa nhanh thì nó có chế độ 1 giờ nè, hoặc là tiết kiệm điện gì đó, nhưng mà mình cứ để normal mình xài hết là khỏe nhất ha. Rồi, cho bạn Kini ăn trắng miệng nè. Mama. Rồi cho các bạn xem, đây là mình cho Kini ăn kem.
Đây là thùng kem 2 lít ha. Ở mình nhớ là trong cái clip mà rất là lâu rồi mình cũng có ăn cái kem một lần, hôm nay giới thiệu lại cho các bạn. Kem này khá là ngon. Của cái hãng Chapman nè. Của cái hãng Chapman nè. Thì nó có nhiều vị lắm các bạn. Nó có vị mấy cái vị mà berry rum này nọ cũng ngon lắm. Ừ, con đi qua đây đứng nè. Con qua tay phải ba nè, ba mới đút được chứ. Ăn kem không? Ăn kem đúng không? Ok ha. Và bạn Kenny thì rất khoái ăn kem. Rồi, nè. Ngon không? Ngon không? Ngon không? Gật đầu coi. Ngon, mình làm sao Kenny? Ngon mình làm sao? Bỏ xuống, bỏ xe xuống. Ngon mình làm sao? Các bạn nhìn hũ kem bên trong không? Mình thì thích ăn sô cô la. Thuần sô cô la thôi. Đừng có đậu phộng, đừng có chế thêm gì ở trong á. Ăn thuần sô cô la là ngon nhất. Nè. Bạn Kenny cũng khoái ăn sô cô la. Bạn Sam thì thích ăn mint, peppermint. Nhưng mà peppermint thì cái hãng này nó lại không có. Ha ha. Nè. Kenny qua đây đứng. Qua đây phải ba nè. Đút về ba đút ngược. Nè. Ngon không? Ngon quá. Vậy hả? Rồi tiếp tục nha. Rồi vô đây. Con này kêu sao? Vậy hả? Con này kêu gừ cũng đúng. Rồi con chuột kêu sao? Con chuột nè. Chiếc đúng rồi. Con chim kêu sao? Bết hả? Con chim là bết. Rồi tiếp nè, con chó kêu sao? No, con chó kêu gấu 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 gấu, đúng rồi. Rồi con nai kêu sao? Me hả? Vậy hả, ba cũng biết con nai kêu sao nữa. Rồi con gấu kêu sao? Con gấu con gấu nó ôm nhau vậy hả? Rồi con cá đâu Kenny, chỉ coi. Chỉ qua coi con cá đâu. Con cá. Con cá đúng rồi, giỏi. Rồi tiếp. Con mèo kêu sao? Con mèo kêu mèo vậy hả? Đúng rồi. Rồi. Con dê kêu sao? Bé bé. Ủa này không phải con dê. Con dê. Nè. Con dê kêu sao? Này nè. Bé bé đúng rồi. Còn con chó. Chó nè. Con chó sói nè, gọi là kêu gì? Wow wow. Chó sói kêu gấu wow. Gấu wow, đúng rồi. Đúng không? Rồi món của tối ngày hôm nay là bạch tuộc nướng muối ớt. Đó. Và một số các loại rau của Việt Nam mình như là bạc hà, húng lủi này nọ đó. Rồi mình còn dư bữa mình ăn thì mình lấy ăn tiếp. Còn cái màu cam, màu vàng vàng này nè các bạn, tên tiếng nó là một món của Hàn, nó tên là thằng Puji, đúng không ta? Anh nhớ thằng kia nó dạy mình là thằng Puji mới đúng đó. Thì mình đọc không biết đúng không, nhưng mà nó gọi na ná là vậy đó. Thì cái này tiếng Việt mình không biết, nhưng mà tên tiếng Anh của nó là radish các bạn, là củ cải á, mà người ta cắt ra xong người ta ngâm vô đường muối bột ngọt gì đó thì nó ra cái màu như vậy. Thì ăn nó rất là nó chua chua ngọt ngọt và nó rất là giòn, mà khi mà các bạn để tủ lạnh nó ăn rất là mát miệng. Thì cái này nè mình ăn chung với những cái món nướng như vậy nè rất là hấp dẫn đó. Rồi trong tối ngày hôm nay thì mình sẽ có Budweiser, tại chiều mình uống cái kia nó cũng hơi nặng rồi cho nên mình uống Budweiser thôi. Thì lâu lâu vợ chồng mình hay ngồi buổi tối ngồi coi clip với lại ăn một chút đồ, uống một chút đây ha. Đang coi show, uống lại, coi clip của một YouTuber khác. Đó. Rồi, ok, đây một ngày của mình tới đó thôi. Nếu các bạn thấy hay, các bạn cho mình một like ở bên dưới. Và đừng quên kênh của mình bấm vào nút subscribe, nút đăng ký. Cùng như cái chuông cái bên để mình có thể chia sẻ cho các bạn nhiều những cái video khác liên quan đến cuộc sống ở Canada nữa nhé. Ok, bye bye các bạn.